Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Lành làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn năm bức hoành phi. Và đây là các cái mẫu hoành phi thờ gia tiên đang được thịnh hành cũng như là thuộc top bán chạy nhất trên thị trường đồ gỗ online hiện nay cũng như là đồ gỗ offline cơ sở đồ gỗ hiền lanh đang sản xuất hai cái mẫu hoành phi câu đối vừa được coi là đại trà cũng là mẫu mới nhất của chúng tôi ra mẫu vẽ mẫu và trên thị trường thì hiện tại đang có rất nhiều các cơ sở chỉ đợi chúng tôi đưa mẫu lên và sau đó sẽ copy sao chép thường thì các cái bản sao chép thì nó không giống được như các cái mẫu chính của chúng tôi Quý vị hãy đoán xem các cái chi tiết họa tiết hoa văn Và trên hình các bạn đang xem Đây là bức hoành phi lồng cuốn thư Chúng tôi làm với kích thước 1m97 hoặc 2m17 Chúng tôi làm hai cái kích cỡ đại trà phổ thông Cho tất cả những người tiêu dùng Đấy là hai cái kích thước chuẩn phong thủy mà được nhiều người dùng nhất là dài 1m97 hoặc 2m77 và chiều rộng là 67cm. Bức hoành phi bên trong chúng tôi đã thiết kế thêm một chiếc cuốn thư. Và video này thì đang được quay trực tiếp tại xưởng sản xuất đồ gỗ đồ thờ cúng của chúng tôi. Chuyên để lắp ráp hoành phi cô đối. Tổng thể là chúng tôi vừa với dựng xong được 5 bộ trên mình các bạn đang xem. Hai bức hoành phi lồng cuốn thư, ba bức hoành phi lồng cuốn thư. Các bạn đang xem những người thợ chúng tôi đang trả nhẫn ở phía sau để rụi các cái thang én. Và video này đang được quay trực tiếp luôn để cho quý khách hàng yên tâm. Chúng tôi sản xuất trực tiếp không qua trung gian. Chúng tôi cũng giải thích luôn vì sao không qua trung gian. Vì chúng tôi là những người thợ làm từ bàn tay trực tiếp không qua các đại lý cửa hàng. Chúng tôi có đổ buồn tới các đại lý cấp 2, cấp 3 trên toàn quốc như các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An đã nhập của chúng tôi với một số lượng hoành phi câu đối rất là lớn và các cái mẫu mã này đã tràn ra thị trường rất là nhiều và năm 2021 này chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến ra mẫu mới một là để bắt kịp xu thế hai là chúng tôi cấm các cái cơ sở không làm được mà cứ hay đi nhái mẫu của chúng tôi, chúng tôi sẽ thay đổi liên tục. Cập nhật tới quý khách hàng để quý khách hàng được biết, toàn bộ phần ván bên trong chúng tôi làm dày 3 phân và khuôn tranh bao bọc bên ngoài dày 7 phân, bản rộng 10. Toàn bộ bức hoành phi đây là có phụ đề tiếng Việt, ba chữ Đức Lưu Quang. Và bộ ba chữ Hàn Ôm này được uh, sử dụng tới 99% ý nói uh, những người đi trước có đức độ tỏa sáng thì sẽ được lưu truyền mãi về con cháu sau này. Đó là bộ ba ý nghĩa của chữ đức lưu quang. Các cái chữ nho bên trong thì chúng ta có thể thay thế được như phụng gia tiên hay là phụng tổ đường hay là phúc mãn đường. Thì quý khách có thể xin uh, chữ nho của các cái nhà chùa hay các cái người thầy cúng để gửi về cho chúng tôi chúng tôi sẽ thi công và thiết kế trên cái bức hoành phi còn rất nhiều người đang chưa biết về hoành phi và cuốn thư hoành phi tức là một bức tranh nằm ngang được chúng tôi dựng theo hình chữ nhật và bên trong đây là một chiếc cuốn thư thì quý vị có thể dễ hình dung hơn cuốn thư thì gồm có quyển vở cây bút cây kiếm như là một trang sách vậy thì nó là chiếc cuốn thư và hoành phi là hình chữ nhật có người thích mẫu hoành phi là cuốn thư và có quý khách hàng thì lại không thích mẫu này chuyển sang mẫu ba chữ đức lưu quang xen kẽ các cái cây tứ quý và tới đây thì chúng tôi sẽ bàn giao cho các khách hàng đã đặt hàng quý khách ở hưng yên hải hậu và một quý khách nữa ở văn cao hải phòng và trong hai ba ngày tới chúng tôi sẽ bàn giao bộ bát biểu bằng chất liệu gỗ Mita cho khách hàng ở tại Vinh. Đồ gỗ Hiền cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi các cái video clip của chúng tôi. Quý khách có nhu cầu làm về hoành vi cô đối, quý khách hãy liên hệ trực tiếp qua số hotline 0986 883 349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách hãy liên hệ về Zalo 0986883349, chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Tư vấn miễn phí cho quý khách hàng. Về các cái bộ sản phẩm hoành phi câu đối và mẫu mã thì đa dạng. Nếu như nhà cột chúng ta nên dùng hoành phi câu đối lòng mo và nếu như nhà tường chúng ta nên dùng hoành phi câu đối phẳng. Chúng tôi làm đơn vị sản xuất trực tiếp không qua trung gian, chúng tôi sẽ báo các cái giá gốc để cho quý khách được mua với chất lượng sản phẩm tốt nhất tại cơ sở mà không qua trung gian cửa hàng. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo.